Viện Thổi Nhưỡng Nông Hóa thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hội An tổ chức hội thảo góp ý hồ sơ bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm yến sào của La Chàm Hội An. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận các văn bản và công cụ phục vụ quản lý và khai thác chỉ dẫn địa lý yến sào của La Chàm Hội An, như hồ sơ đăng ký, quy trình kỹ thuật khai thác, chế biến và bảo quản, hệ thống nhận diện thương hiệu cũng như quy chế quản lý. Đa số các cơ quan chuyên môn cho rằng cần nghiên cứu xác định sự khác biệt giữa yến sào của La Chàm Hội An với các yến tự nhiên khác trong nước như yến Khánh Hòa, yến Bình Định. Bởi yến sào của La Chàm Hội An mang đặc trưng về giá trị lịch sử văn hóa, điều kiện tự nhiên và giá trị dinh dưỡng rất cao, đồng thời cần phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong quy chế quản lý. Ghi nhận những ý kiến tại hội thảo, Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa đã tiếp thu nghiên cứu và bổ sung để tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp lý đảm bảo tiến độ của dự án, xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm yến xào của La Chạm Hội An, được hoàn thành vào tháng 12 năm 2020.